mùi gì đó nè. Có mùi gì á? Không, ta đang tìm mùi của lá mờ. Hả? Lá mờ. Cái mùi này còn ghê hơn lá mờ nữa. Mùi gì? Nè. Nè. Mùi lá. Hai con sói kia. Cho ta hỏi, đây có phải là hang ổ của vua sói không? Người mà gọi là thiên hạ đệ nhất sói ca đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Nói nghe nè. Bà là ai lang thang đây tìm sói ca? Trời đất ơi, Nghĩ sao kêu ta là bà vậy? Nhìn ta coi ta không dễ thương sao kêu ta là bà? Không phải gọi là bà. Chứ gọi là gì? Ta là cô bé trùm khăn đỏ. Cô bé trùm khăn đỏ. Mà sao dạo này cô bé béo phì quá vậy? Dạo này á, thức ăn nó chứa nhiều quá chất quá, cho nên ta ăn ta bị béo phì đó. Khoan, cô bé nhắm mắt lại đi. Rất miếng dán mí rồi nè. Có, không phải miếng dán mí đâu. Dạo này cô bé phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá, xấu quá nè. Thì đó. Cô bé nghe đồn đã lâu rồi, đi ra đây hỏi thăm chút xíu. Sao, chỗ này vẫn khỏe chứ hả? Khỏe. Ăn như uống ta... điều độ hả? Ăn uống điều độ nhưng mà ăn quá chất không cho nên bị béo phì nè. Định ăn thịt cô bé nói vậy thì không, nó giỡn, nó chơi thôi, sói dễ thương mà. Nè, ta nói cho biết trước nha, các ngươi ăn thịt ta đi rồi mới biết nha. Bởi vì sao, ta ăn quá chất không đó, các ngươi ăn vô các ngươi chết. Không, hiểu không? Ta chỉ sợ có mỡ trong máu thôi. Ê, không nói nhiều nữa. Vua sói của các ngươi đâu? Kêu hắn ra đây cho ta. Tôi là ai? Cô bé ở ngoài hang đỏ là ai? Tiến tới đây gặp sói ca lại. Bố muốn kêu mà kêu hả? Hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, thấy nghe cô nổi tiếng, tôi cũng đọc tôi biết cô rồi. Sao chỗ này bà ngoại vẫn ổn, ăn bánh bao đều chứ hả? Đó, nhắc tới bà ngoại ta mới tức. Sao vậy? Kêu hắn ra đây trả lại bà ngoại cho ta. Ủa? Các ngươi còn nhớ không, cách đây 10 năm, chính các ngươi lúc đó các ngươi còn nhỏ xíu à, các ngươi đi theo một con sói già bắt cóc bà ngoại của ta. Bây giờ ta hỏi bà ngoại ta đâu, trả lời cho mau, không thì ta sẽ báo thù các ngươi đó. Thì hồi đó nãy cô bé quặng đỏ cũng nói rồi, lúc mà đi theo còn nhỏ xíu à, biết gì đâu, thì giờ cũng biết gì đâu. Đúng rồi đó. Hồi đó còn nhỏ xíu mà, bây giờ biết gì đâu. Không biết gì, nhưng mà tên sói già kia biết. Các ngươi kể lại kể cho nghe, ra đây ngồi kể cho nghe. Sao? Là vậy, cách đây 10 năm. Xích ra. Ta là cô bé hoàng khăn đỏ, ta phải ngồi đẹp như thế này. Đừng có đưa cái này vô mặt. Xích ra. Ngày xưa, cách đây chừng 10 năm gì đó. Ok. Lúc đó, bà ngoại của ta bị một con sói già bắt cóc. Thuở ấy, ta xinh đẹp lạ thường, ốm nhom ốm nhách, cỡ như ngươi vậy nè. Ta mới đi lang thang vô rừng, ta hái hoa bắt bướm. Ta hái hoa bắt bướm. Trời ơi, đừng nhảy quá con bé, động đất quá vậy. Ở trên này nó có hai cục hết, không có nhảy được, lên đây ngồi lên nhảy à. Rồi bớt nhảy lại, rồi sao không, có sao không? Nhảy động đất quá, bớt nhảy lại. Thì ta phải diễn tả cho các ngươi biết là cái câu chuyện ngày xưa nó sinh động như vậy chứ. Rồi tung tăng ngầu rừng như thế nào, khu rừng đó còn tồn tại không hay là bây giờ lúng quá trời. Lúng cái gì? Đó là khu rừng này nè. Khu rừng này rồi hả? Hèn gì xung quanh chứ làm. Cô bé, người xuống đây cho hỏi cái này. Hái hoa bắt bướm thôi mà sao nó mập dữ vậy? Lửa hỏi hoài. Không phải, ta thắc mắc lắm, câu chuyện nó chưa có đầu đuôi gì hết trơn á. Ngày xưa ta nói ta ốm nhom ốm nhách như ngươi vậy đó. Rồi tới hái hoa bắt bướm. Thế là có một con sói nó đi theo ta. Nó cứ ta đi đâu nó đi theo đó. Ta sợ lắm, ta tưởng là hắn định ăn thịt ta. Ai dè hắn bắt cóc bà ngoại của ta. Khoan. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà nó ngon nó ngọt thì mới ăn chứ, bà ngoại nhà ngươi già vậy ăn chi không ăn nhà ngươi. Thì bây giờ tao mới tức. Tức quá. Bây giờ 10 năm sau tao lớn lên rồi, tao mới tìm hiểu, tao nói bà ngoại tao già như thế, xấu như thế, đã có gia đình như thế, mà tại sao bắt cóc để làm cái gì? Đúng không? Đúng tại rồi. Sao kỳ lạ vậy? Có vấn đề gì đó đây đúng không? Tại sao đi theo cô bé hoàng khăn đỏ mà lại là không bắt cô bé hoàng khăn đỏ bà ngoại? Tại sao vậy? Trời ơi, muốn biết không? Có vấn đề gì? Đi vô hỏi ổng, kêu ổng ra đây, ổng trả lời cho nghe. Bây giờ nhiệm vụ thôi. Sói ca về. Ai đây? Đúng rồi, ngươi rồi. Ngươi là vua sói đúng không? Cách đây
10 năm ngươi đã bắt cóc bà ngoại của ta đúng không? Sói ca là ta. Sói ca? Bà ngoại ta đâu? Ngươi là ai? Ta là cô bé trong hang đó. Sói ca. Sói ca nhiều. Sói ca có fan hâm mộ nữa. Ta là cô bé trùm khăn đỏ. Ta đến đây để tìm bà ngoại của ta. Bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại ta đây. Cô bé trùm khăn đỏ à? Ngươi nhớ ta không? Các người, con kiểm tra mắt của cha coi còn tinh tường không? Vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn tỉnh táo mà. Mặt này mà gọi là cô bé à? Phải gọi là bà bé hoàng khăn đỏ mới trời. Đúng chứ. Thì cách đây 10 năm ta là cô bé, bây giờ ta đã thành bà bé rồi, cho nên ta mới đây ta tìm ngươi. Lúc đó ngươi là một tên sói già, nhưng mà bây giờ ngươi còn già hơn nữa. Bây giờ ngươi đã thành tinh rồi, ta sẽ gọi ngươi là sói tinh, được chưa? Ok. Nhưng mà ta thắc mắc ngươi nè. Trời đất ơi, ngày xưa ổng đẹp dễ sợ chưa, còn nhìn bây giờ nữa nè. Ngày xưa ta ốm hơn bây giờ. Đắng lòng quá. Cái quan trọng, ngươi tìm ta để coi nhan sắc của ta hay tìm chuyện gì? Ta hỏi ngươi, bây giờ bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại cho ta. Nếu bà ngoại ta còn sống, ta xin ngươi đó. Còn nếu mà bà ngoại ta chết, thì ngươi hãy trả tiền cho ta. Trời ơi. Không, trả cốt cho ta. Nghĩ sao mà cô bé già vậy mà bà ngoại còn sống, chắc bà ngoại cũng thành tinh rồi. Sói ca, có chuyện gì vậy sói ca? Cái đồng hồ, đúng rồi, cái đồng hồ. Đây, thấy chưa, cái đồng hồ này là đồng hồ của bà ngoại của ta. Tại sao? Tôi không cho ngươi đụng vào. Okay. Anh thử xăng, anh thử xăng. Thợ săn có gì? Sao không? Thợ săn kỳ á. Đây, đây là anh thợ săn. Người này, người nói đi, người là bằng chứng. Trời đất ơi, thợ săn gì mà mặt thiểu năng vậy? Trời đất ơi, ông ăn chút cái gì mà bây giờ ông đi hết nổi rồi hả ông thợ săn? Cái này con cáo hay là cái gì? Con này con này con quỷ gì vậy? Là sao nó chưa nói được gì luôn. Trả bà ngoại của cô bé ra đây. Ngày xưa ta là thợ săn. Ta đi giải cứu bà ngoại cô bé nửa đường bị đau bụng, ta tạm thời nghỉ nửa tiếng, vậy mà bụng cáo các người, sói các người tới bắt bà ngoại cô bé đi. Trả bà ngoại cô bé đây. Bắn đi. Ta ủa sao mà chết anh vậy? Ta bắt bà ngoại của cô bé có bằng chứng không? Tính mắt ta thấy. Mắt người thấy, vậy thì ta cũng thấy chính người mới là kẻ bắt cóc bà ngoại của cô bé. Vu khống. Cái gì? Vu khống. Cái gì? Tại sao ngươi nói với ta? Hắn là người bắt cóc bà ngoại. Hắn mới là người bắt cóc bà ngoại. Sao vậy? Phải tin ta chứ à. Đúng rồi, phải tin ta chứ đúng không? Anh thợ săn bắt cóc bà ngoại ta để làm cái gì? Đúng. Anh đi vô rừng anh săn là anh chỉ săn thú thôi. Bà ngoại ta là người. Đây nè, cái đồng hồ là đồng hồ bà ngoại nè, một đúng cặp rồi. Nè. Đó. Đúng rồi. Cái này là ta lượm được ở trên đường đi chơi. Ngươi đừng có quỷ biện. Ngươi đang ăn thịt của bà ngoại ta rồi đúng không? Rồi ngươi lấy cái đồng hồ của bà ngoại ta đúng không? Ta là thú. Ta là thú. Ta có giờ để làm gì? Có. Ta chỉ biết mặt trời lên đi kiếm ăn, mặt trời lặn ta đi ngủ, không cần phải coi những thứ bà này. Bà ngoại ơi, hãy về với gia đình đi. Gia đình đã tha thứ mọi lỗi lầm. Bà ngoại ơi, ngươi khùng rồi hả? Bà ngoại ta đã bị hắn ăn thịt rồi, làm gì có trong đó mà kêu. Ta không bắt bà ngoại ngươi. Đúng rồi, sói ca của nhà ta không bắt bao giờ ơi, làm đi tìm bà ngoại chỗ khác đi, cô bé bà ngoại nói. Đúng ơi, chị đó. Tôi tìm thấy bà ngoại của chị rồi. Đây là bà ngoại của chị đó. Trời. Đúng rồi. Ngoại ơi. Ngoại ơi, ngoại còn nhận ra con không? Con là cô bé trùm khăn đỏ nè ngoại. Bà ra đây làm gì? Bà ra đây làm gì? Nè, ngươi làm gì ngoại ta? Ngươi làm gì ngoại ta mà bây giờ ngoại ta làm ra người ta? Bà làm gì người ta vậy? Đi đâu vậy? Vậy trời? Trời ơi. Ngoại, ngoại ơi, ngoại làm sao vậy nè? Đúng rồi. Ngoại ở trong rừng riết, bây giờ ngoại cũng giống như con sói luôn rồi. Trời ơi.
thôi. Chị đó, chị nghe tôi nói, theo cuộc tình báo của những con báo xuyên đêm thì hình như bây giờ bà ngoại của chị đã ở chung với lại anh sói rồi, sói ca rồi. Hả? Bây giờ thành sói bà rồi hả? Đúng rồi con. Hôn nhân của sói ca hả? Mà sao bữa giờ lâu nay bà không có gặp con? Con ăn cái gì mà con béo phì quá vậy? Con ăn toàn quá chất không à? Vậy hả? Dạ. Trời ơi tội nghiệp quá. Vậy thôi bây giờ con ở đây đi, con bà mổ thịt sói cho con ăn được không? Thôi con không ăn thịt sói. Con cho con ăn được không? Không được đâu. Nhưng mà nếu mà ăn thịt sói cũng được á. Bậy. Mà nó ốm quá, ăn cũng ngon. Không có thấy được, không có thấy được. Ta không thể ăn thịt bừa bãi như vậy được. Chị hả? Bây giờ làm sao? Khoan nha, trước khi ấy sói ca cho tụi con hỏi là cái con mà beo beo kia nhìn nó vừa giống con ếch nè, nó cũng giống con thằng lằn nè, mà nó cũng giống con heo nữa. Cuối cùng nó là con gì? Nó là con quái quật vì vậy. Ở chung ta lai, tất cả những loài thú trong rừng này đừng có thắc mắc. Nghĩa ta, cục tình báo của những con báo xuyên đêm trước đây nghe mọi người ở trong vùng này kể lại, sói ca này đã bị đám thợ săn ghen bắt, và chính bà đây đã xông ra cứu sói ca. Sau đó sói ca đem lòng thương bà, đã tỏ tình nhưng bà không chịu, nên sói ca đành phải dùng cách bắt cóc bà của chị. Ủa gì kỳ vậy bà? Sao bà cứu ổng rồi ổng thương bà không chịu đi? Đó thì bây giờ bà không biết bà có thương bà ở trong này đó. Bây giờ cái phần trên bà còn con người, cái phần dưới là bà ra con sói rồi đó con. Thấy không? Chết rồi. Có đuôi đàng hoàng đó, thấy không? Cái gì vậy sói ca? Cái gì vậy? Sao bà đã kiếm ra bà? Vật này bà đã tặng cho tôi. Bây giờ bà sắp về với thế giới của loài người, tôi trả lại cho bà. Bà hãy về nơi mà bà đang sống. Đi, đi bà, đi. Cứ coi tất cả ở đây chỉ là kỷ niệm. Bà về đi. Không. Thiệt với ông, tôi sống với bầy thú lâu nay, riết bây giờ tôi như thú, tôi quen rồi. Tôi không có về với con người được đâu. Ông cho tôi ở đây với ông đi, ông sói ca. Bà ơi, con cháu chị bà, không lẽ bà bỏ cháu sao? Thôi, bà, con xin bà. Bà ở trong rừng, bà quen rồi, bà không có về đâu. Con đi về đi. Không ấy vô đây ở chung luôn. Còn không vô đây ở chung luôn đi. Gia nhập vô đây với bầy sói luôn đi con. Bà nghe tôi nói. Sao hả? Cháu nó cần sự chăm sóc từ nơi bà, và bà cũng cần sự chăm sóc lo lắng của nó. Bà hãy trở về đi. Thôi tôi trở về hả ông? Trời ơi tôi trở về rồi, ngày nào tôi cũng nhớ tới cái mõm chó sói của ông hết. Cái mõm chó sói thân yêu này ngày nào tôi cũng chà răng đánh răng cho sói hết. Rồi ngày nào tôi cũng hung con sói này hết. Rồi bây giờ tôi về, tôi không có sói ca, tôi buồn lắm mà. Chắc tôi nhớ sói già nữa đó. Bà ơi. Gì con? Bà đứng lên bà nghe con hỏi nè. Bà ở đây 10 năm rồi phải không? Ừ. Bà có tình cảm với ông sói già rồi đúng không? Đúng rồi. Sao chị? Chị quyết định sao? Thôi được rồi. Tình yêu mà phải đến từ hai phía. Hai người họ yêu nhau quá, bây giờ mình cắt đứt, mình chia lìa, mình sao nở. Với lại bây giờ bà của tôi cũng sống với bầy sói này quen rồi, đã thành người của họ rồi. Cô mà bé, tôi cũng khôn lớn rồi. Thì thôi cô bà bé, ở lại luôn đi nha. Giữa ta với bà ấy không có thể nào có tình yêu đôi lứa được. Tại sao? Tại sao, sao yêu nhau không đến được với nhau? Vậy? Bởi vì ta là loài thú, bà ấy là loài người. Bà ấy đã dùng tình cảm của bà ấy đã cảm hóa ta.
và ta đã trở thành một con sói ngoan ngoãn, không đi bắt người ăn thịt nữa, không phá hại ai nữa. Ta cứ ẩn nấp ở trong hang và sống nơi của mình, không phá hại đến ai. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã cảm hóa được những loài thú dữ như chúng tôi. Nhưng thế giới ở đây không thuộc về bà. Bà cứ về đi, về để lo cho cháu mình, dạy dỗ nó cho nên người, và để cho nó báo hiếu cho bà. Xúc động quá, ta sẽ bảo vệ các ngươi ở giữa thế giới loài người. Trời ơi, xuất hiện một con sủng nhi. Cái con sói này chắc chưa bị xử đó. Cái tình cảm mình đã là tức gì. Cô bé. Dạ. Con hãy đưa bà về đi. Khi nào bà khỏe có thời gian, hãy lên thăm chúng tôi. Cảm ơn bà. Mình về thôi bà. Cảm ơn ông. Ông, bây giờ tôi sẽ về với cháu của tôi. Ra ra bà, ông dạy con báo này lo chuyện cái tai riết bây giờ nó bị cứng luôn rồi. Tình cảm chân thật để phá vỡ ngoại ngăn cách, để cảm hóa được trái tim của con người cũng như con thú vật. Đúng. Con thú mà nó sống còn hơn con người nữa, trong đó con người mình đang tàn sát con thú. Thú mà còn tình cảm nhiều khi hơn một số người. Nói ghê không? Bây giờ chúng ta tạm thời quên tình huống này đi. Chúng ta phải đi dùng bữa với lại tử duyên duyên trẻ đẹp đại ngọc trầm. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ tôi sẽ cùng ăn bữa trưa với nữ diễn viên trẻ đẹp đại ngọc trầm, vì biết chúng tôi nằm quá thân vô chuyện cổ tích gì không. Quý vị hãy tự đoán đi. Bởi vì sao ông bạn ngồi kế chúng tôi, ông không có gì, ông chỉ lip sync lại những lời tôi nói. Bởi vì sao ông quá mệt rồi. Bây giờ đại ngọc trâm cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Đại ngọc trâm, cái tên không quá xa lạ với những người yêu thích thể loại kịch sân khấu. Với chủ đề cổ tích, câu chuyện quen thuộc mà Ngọc Trâm mang đến sẽ để lại cho khán giả những thông điệp gì? Xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả biết mình là ai không? Mình là nàng tiên cá đó. Một nhân vật rất là nổi tiếng trong chuyện cổ tích mà cả thế giới ai cũng biết hết. Mà tại sao mình lại xấu xí như vậy? Tại vì mình đã sống ở vùng biển bị ô nhiễm. Mình uống phải nước biển ô nhiễm cho nên mình mới ra nông nổi như vậy. Cũng may mình là tiên cho nên mình không có sao hết. Và còn một điều nữa, quý vị khán giả sẽ biết là nàng tiên cá luôn luôn có giọng hát hay đúng không? Nhưng giọng hát đó có còn ở trong cái tập hội quán Tiểu Lâm này hay không? Quý vị khán giả hãy chờ xem nhé. Đây là biển. Đây là biển ư? Ôi, sao cảnh lạ hóa. Ta tìm đến đúng nơi rồi chăng? À, hai cụ ơi, hai cụ cho cháu hỏi là người ta chỉ cháu ở đây á, hai cụ là nhà tiên tri đúng không ạ? Con này nó bị bệnh rồi. Tôi mà nhà tiên tri tôi đón nó xuống đây là tôi trốn rồi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Không.
Ủa vậy tôi tới đây làm chi ta? Trời ơi. Ừ, này chắc Biên Hòa mới xuống à. Mày la hoài mệt quá. Xin lỗi, nhớ rồi. Hàng xóm có dặn tôi là tới đây để hỏi hai nhà tiên tri là tại sao tôi bị mất trí nhớ, tôi không có nhớ cái gì hết. Làm ơn giúp giùm tôi, đoán giùm tôi đi, tôi là ai vậy, tôi đến từ đâu vậy, và tại sao tôi lạc vô cái nơi chốn này vậy? Theo cách ăn mặc của cô, ta ở dưới thủy cung này cũng lâu năm rồi. Ta nhìn cách ăn mặc của cô với tấm lưới mành kia, ta nghĩ cô là nàng tiên cá. Hình như ta đã nhớ ra một cái gì đó rồi. Không, nhà tiên tri ông đã đoán sai rồi. Đây cũng là nàng tiên cá, nhưng mà mới với sắc đẹp này thì tôi nghĩ đây là một cái loài cá rất là lạ. À, cá mặt quỷ đúng không? Không. Không, tóc phần nó đỏ mà môi nó thâm mà. Nhưng mà phần này rất đẹp mà. Chỉ có cái miệng thôi là giống cá chùi kiến. Không, không, cái khúc miệng này là ta đã nhớ rồi. Tại sao ta bị như vậy rồi? Tại sao? Vì sao? Ta nhớ cách đây vài hôm, ta đang bơi giữa vùng biển bao la, bỗng dưng ta khát nước và ta đã vô tình há họng ra hớp một miếng nước biển. Và sau đó? Cái môi ta thâm như vậy luôn đó. Sau đó ta quằn quại, ta không nhớ gì hết. Và ta cứ bơi, và ta đập đầu vào một con rùa, và ta mất trí nhớ. Cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Cô ráng cố nhớ thử xem nơi cô sinh ra là ở đâu, và cô ở cái vùng biển nào. Ta sẽ tìm cách chỉ cho cô và dẫn cô về nơi cô sinh ra. Đúng rồi. Mất trí nhớ sao nhớ? Ráng đi. Tập trung hết đi. Ráng đi. Dồn máu lên não. Nhớ cha mẹ mình là ai luôn không? Ta chỉ nhớ là khi ta đến đây, ta khoác trên người tấm lưới này. Cái này đâu phải là lưới, cái này là rong biển đó bà nội. Ủa gì hả? Sao rong biển dạo này ngộ vậy? Cái này gọi là một cái loài tảo biển, người có thể ăn được, cá cũng có thể ăn được, nhưng mà tôi không ăn được, tôi ăn tôi chết à. Vậy em tặng chị luôn đó, chị đem chị đi lắc sa tế đi. Không. À, đúng rồi, ta nhớ rồi, lúc nào bên người ta cũng mang theo cái này hết. Cái gì vậy? Ta biết cái này chết liền đó. Cụ hãy dùng tài tiên tri của cụ, cụ nhìn nó và cụ đoán đi, nó ở đâu vậy, tại sao ta có nó, và nó có liên quan tới cuộc đời của ta. Cái cây này cây gì vậy ông? Ở dưới biển không có loài sinh vật này. Cái loài sinh vật có lẽ là... cái này do con người làm ra. Con người làm ra. Vậy có nghĩa là ta có mối quan hệ với con người hả? Trời, ta không nhớ gì hết. Chết rồi. Cái này cô mua ở đâu? Cái này chứ ở dưới biển là không có rồi đó. Ở dưới biển chỉ có ngọc trai, chứ không có hột bẹt. Không có kim sa. Ai đã mang cho ta những thứ này? Còn một thứ nữa mà ta luôn nắm ở trong tay. Cái gì vậy? Một nút. Trời ơi, cái gì vậy? Trên bà không có nhớ gì cá không mà hộp nút này nó ở đâu ra? Hay đâu ra cũng đứng im coi. Cái gì em cũng nhớ. Nhanh lên đứng im coi. Trời ơi, sao dắt tôi xuống biển chi vậy? Tôi hở được luôn á. Okay, ủa hoài vậy? Đứng im. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Không quen. Hai người này là ai vậy? Ta là ta phù cũng thủy. Không biết. Phù thủy? Đúng rồi, hãy gọi ta là một nickname quen thuộc chị Thủy.
Lâu quá mày. Trời, tao chưa có thấy con phù thủy nào mà đẹp như vậy hết nha. Mày xạo đó, tao gỡ cái đi cho mặt mày bây giờ á. Bình tĩnh bà hai. Ủa sao ông chú chị? Hai bình tĩnh. Có phù thủy nào Hàn Quốc hả? Không biết, dắt xuống đây làm gì phù thủy? Dắt tôi làm gì? Hả, từ bình tĩnh. Tôi thấy bà này giống phù thủy hơn á. Định dẫn xuống đây mua một ít hải sâm. Thôi đi chỗ khác đi. Đi. Cái gì vậy trời? Bà xuống đây. Bà giúp cho tôi là tìm thấy người tôi yêu, người đã cứu tôi thoát chết mà. Đây, ta người yêu của chàng. Ta có một giọng hát rất là thiên thần và thanh thoát. Ta nhớ rồi, ngậm mày khó chịu quá. Tôi nói là nhớ rồi, cái người mà bà biến cho tôi thở được dưới biển đi. Hai ba. Hey. Chị Thủy, em nói chị Thủy nghe nè. Chị Thủy okay. Em bị mất trí nhớ, em không có nhớ cái con khỉ gì hết á. Bây giờ chị Thủy giúp cho em đi. Em té em đập đầu cho con rùa là từ đó em mất hết ký ức luôn. Bây giờ chị Thủy giúp giùm em đi. Chị Thủy giúp cho em khôi phục lại trí nhớ đi. Mà em nhớ cái lúc trước khi mất trí nhớ em cầm hai cái này mà không biết hai cái này là cái đồ quỷ gì nữa. Em cầm hai cái này. Cái này là người ta kêu là cái nút áo. Đúng rồi. Còn cái này người ta kêu là cái micro. Mặt em giống cái xô quá à. Kêu ô hoài à. Bây giờ bị mất trí nhớ đúng không? Đúng rồi. Ok, chị sẽ giúp cho em sẽ vĩnh viễn không nhớ gì nữa. Ủa gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tôi kêu bà giúp cho tôi để cho tôi nhớ là tất cả mà kêu tôi không nhớ gì hết là sao? Có bao giờ thấy phù thủy nó đi giúp người không? Bà phù thủy nói chỉ có hại người thôi. Bà đang nói bà đang giúp tôi mà, bà dắt tôi xuống đây để tìm cái người mà đã cứu ta thoát chết để ta dắt về cưới để làm vợ của ta, sẽ làm sống hạnh phúc ta suốt đời ở cung điện của ta. Cái nút áo. Nút áo giống kìa, giống trên tay nàng tiên cá. Vậy là trước khi mất trí nhớ chúng ta có làm gì nhau à? Không. Ê, nhiều khi đây. Chúng ta quán gì nhau hả? Không, đứng im coi. Đây, bên này á, đặt bên này may đồ. Mày thiếu cái nút áo, đây giờ đem qua gắn lại. Không, ta nhớ mày mãi rồi. Cái nút áo này là cục bộ đồ này. Ngày hôm đó lúc ta bị chết chìm trong một cơn bão bùng bão mưa bão thôi. Rồi. Bà đừng có chít nữa. Tôi là hoàng tử, tôi trên đất liền chứ không phải dưới biển. Bà chỉ là phù thủy dưới biển thôi, bà hiểu không? Không có thể nào sử dụng được mất trí nhớ của ta đâu. Mình đổi đầu đi. Ai da, đau quá. Nghe ta nói nè, không có mất trí nhớ nổi đâu. Nhưng mà ta nhớ là cái người mà cứu ta thoát chết là có một giọng hát rất hay. Nếu mà bây giờ thi hát đi, đứa nào hát hay là người cứu chàng. Phải không? Đúng. Hát cái gì? Bây giờ mình hình như mình... cái ký ức này ta đã thấy ở đâu rồi thì phải. Im đi, bây giờ thi hát đi chị. Không có con cá mà nó mập như chị bụng mỡ không nè. Không phải, tôi uống cái nước biển. Bây giờ là mình sẽ thi hát. Tôi có một bài hát này hay lắm. Ủa mà sao phải thi hát? Thi hát để biết đứa nào là người cứu hoàng tử. Hoàng tử nói người đó hát hay lắm. Đúng rồi, ta nhớ ký ức của ta. Người mà cứu ta thoát chết có một giọng hát thật là hay. Mà có đẹp không? Cũng bà ơi, sao chuẩn biết bị được. Coi chương trình văn nghệ. Coi đi ông. Kêu chi vậy? Kêu này, bên này thua chắc rồi đó. Bây giờ hai đứa mình sẽ hát chung một bài. Bài này chung dễ hát lắm. Bài gì vậy? Bài này có tên là Gõ Cửa Trái Tim. Hát sao? Nghe ta hát trước nha. Vô. Gõ cửa trái tim, sao anh hừng hờ. Ngõ hồn tái tê, năm cánh thần thờ. Đúng cái giọng hát. Nhện lòng mắt răng tơ, để một mối bơ vơ. Khi không anh nhốt em trong đời chờ. Vô. Để anh đi chị mẹ. Yo. Gõ cửa trái tim. Yo.
Hình như trong ký ức của ta nhớ hồi đó ta hát hay lắm, sao bây giờ kỳ vậy? Thôi bà ơi, bà xạo quá, không hên đứa nào mà hát dở, nó chịu mình hát dở hết trơn á. Không có, ta nhớ là trong ký ức của ta hát hay lắm. Con của ta đâu? Con của ta đâu? Con của ta đâu? Con trai, đâu rồi? Nhàn Thiên Cá, trời ơi, Nhàn Thiên Cá. Nhàn Thiên Cá, ta tìm được Nhàn Thiên Cá rồi. Nhàn Thiên Cá đã, ta tìm được rồi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Trời ơi, không nhớ gì hết hả? Con này là con quỷ gì vậy? Hả? Con này là ta con là gì? Con gì mày hỏi là cái gì? Hả? Hả? Đây, ta là Bạch Tuốt Tuần Tuột. Bạch Tuốt Tuần Tuột là anh của con đó. Còn ta là Long Dương. Em gái, tại sao vậy? Tại sao cãi lời vua cha mà lên trên mặt đất á, rồi yêu thằng này chi, rồi dắp cục đá rồi quên trí nhớ. Ngày xưa là một thằng cái xinh đẹp, lên đến chi rồi thở không được không khí ô nhiễm. Vậy đây là cha của con. Cha đó, anh đây. Con nhớ lại coi. Nhớ đi. Con có một giọng hát thật là tuyệt vời. Nhưng mà giọng hát nó đâu rồi cha? Tại vì con mê say chàng hoàng tử trên mặt đất. Con đánh đổi giọng hát của con. Con đem giọng hát con tư vô tiệm cầm đồ để cầm giọng hát đó rồi. Trong lúc con cầm tiếng hát của con, chính mẹ phù thủy này là lấy tiếng hát của con và dùng tiếng hát của con để mà dụ dỗ chàng hoàng tử kia. Con, con đã nhớ lại chưa? Hình như con đã nhớ gì đó rồi. Đây có nghĩa là người yêu của em. Đúng vậy. Hoàng tử. Đó là cứu ta. Đúng vậy. Nè, tiếng cá đã cứu anh. Ta mới là người cứu chàng. Có một giọng hát thật là hay. Gò cửa trái tim. Ủa? Đó chính là giọng hát của con. Giọng vậy hát là... này mới đúng nè. Là của em coi nè. Nó có giọng hát của con. Đúng như vậy. Đừng cãi nhau làm gì. Hãy dùng tình cảm của mình, hiểu không? Để chinh phục người khác. Đừng có chửi lộn, hiểu không? Ta đã ở dưới đáy biển sâu này biết bao nhiêu năm rồi. Tình cảm vợ chồng ta vẫn như xưa. Nhờ Long Dương cai quản. Đúng. Mọi chuyện ở dưới này rất ổn. Ông biết cai quản được biển xanh. Chỉ có một người con gái thôi, tại sao ông không cai quản được? Đó là vì tình yêu. Đúng. Tình yêu, vì tình yêu người ta có thể làm hết tất cả những điều người ta muốn. Kể cả đánh đổi đến tính mạng của mình. Ông có phép thuật. Ông hãy cho con gái của ông hát lại như xưa. Wow, wow. Cái này có lòng. Và cho cô ấy lấy chàng hoàng tử kia, để tình yêu của họ mãi mãi đẹp trong mắt của tất cả mọi người. Lúc đó cô ấy không còn tương tư nữa, không còn phải lén lút nữa, mà tự do thoải mái lên xuống dưới thủy cung này. Cảm ơn vợ chồng sao biển. Nhờ vợ chồng ngươi mà ta đã tìm được con gái của ta. Được, ta sẽ dùng phép thuật cho con hát trở lại thật là tuyệt vời. Hát đi công chúa. Hát đi gõ cửa trái tim. Ta hát một đi. Hát gõ cửa trái tim, mang anh được vào. Hát gõ cửa trái tim. Cái gì vậy? Mang được vào. Trời ơi, không biết là bị gì hết ơi. Ủa, tại ông hát rồi hát giùm thôi chị ơi. Đơn giản. Thôi có lẽ lâu quá nó không hát được. Nó hát được hay. Thôi được rồi. Bạch Tuốt Tuần Tuột. Thôi đứng dậy. Trời ơi, Bạch Tuốt. Mau đưa em gái về. Lẹ lên. Còn tình yêu, còn tình yêu của chàng hoàng tử và nàng tiên cá thì sao? Được, ta sẽ tác hợp, cho hai con. Ta mệt quá rồi. Tác hợp. Ta sẽ tác hợp cho hai con. Đi theo ta. Dạ. Đi. Trời ơi. Đi luôn hoàng tử. Đi hoàng tử. Nàng tiên cá. Đi luôn đi. Tạm biệt. Gì thấy chưa? Vì tình yêu mà chúng ta có thể đánh đổi cái tấm mạng. Đây chỉ là đến nỗi tiếng hát thôi. Và bất kỳ nhớ tôi để chi cho ta ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp diễn viên ca sĩ Tha Vinh Thánh để coi anh ta sẽ ứng phó thế nào với gia đình của anh Tư Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Chưa làm gì hết mà thấy mặc bộ đồ này là thấy có vẻ hơi mệt chứ nặng nè đó. Vừa nặng đầu mà vừa nóng. Không sao. Nhưng chúng ta là phải đóng mát mẻ thì chúng ta ở dưới
đáy biển. Chúng ta làm gì đây? Không cần làm gì hết, chỉ chờ Kevin Huy Khánh tha bảy vô cứu vậy thôi. Cứu không được thì bỏ chạy. Tính tiếng nào thật đó, không nên làm như vậy. Nổi tiếng khắp cộng đồng mạng với vẻ ngoài điển trai, Kevin Khánh cũng chính là người bạn thân thiết lâu năm của nữ ca sĩ Khởi My. Cũng chính vì thế, không quá khó hiểu khi chàng trai này đã nhận được khá nhiều lời yêu cầu đến với chương trình từ phía khán giả. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Khánh tới chương trình Hội Quán Tiếu Lâm. Thì Khánh vào vai một nhân vật cổ tích. Nhìn màu xanh thì nghĩ là các bạn cũng đoán ra được 20%. Thì vào vai này thì Khánh sẽ đấu với đại gia đình Hội Quán Tiếu Lâm. Nhưng mà câu chuyện đã bị biến thể. Nói chung là biến tùm lum tùm la hết trơn á, từ lưa tài leo hết trơn á. Nói chung là rối lắm, các bạn muốn biết thì hãy theo dõi tiểu phẩm này nhé. Dạ nha. Hai cái đứa kia đâu rồi? Hôm nay là tới ngày học sinh thái rồi mà không có thấy nó đâu, mặt ở đầu chừng lần nào cũng trốn học là sao? Bỗng bị đâu? Giờ tôi làm gì đây trời? Nhức đầu quá. Dạ thưa thầy. Con là ai, tên gì, giới thiệu. Dạ con là Mỹ Mộng. Mộng Mì. Mỹ Mộng. Mộng Mì hả, đi qua đây. Ủa sao kỳ vậy? Đi qua đây, đi qua đây. Đi lẹ lên. Còn con tên gì? Dạ con là anh trai của Mộng Mì. Con là con của Sơn Tinh. Con là Sơn Thùng. Con hát ngang bài chơi coi. Dạ. Bài đó ú nù đó. Hát đi. Dạ thầy kêu con có thể dời non lấp bể thì được, chứ hát ú là con luôn thầy. Không có hát được đâu. Đâu phải sợ sao con. Tên Sơn Thùng. Dạ Sơn Thùng đó, hát bài đó đi. Sơn Thùng là giờ thầy thấy cái thùng ra con lấy mình sơn thùng này biểu diễn coi được, chứ cái đó không phải. Lấy smartphone gọi ba má xuống đây chơi. Dạ con đi học là có quy tắc là không bao giờ đem điện thoại hay là sử dụng gì hết. Nội lực của con là có thể dời non lấp bể. Người xạo. Người nói vậy là người nói sai rồi. Là sao? Tại vì người xuống đây dưới biển, người học nè, không theo không có đem được, nó bị vô nước đúng không? Đâu được chứ, nè. Vô nước rồi không có đem được. Thầy, chụp. À! Đó. Thấy sức mạnh của con chưa? Dạ dạ con xin lỗi cô. Cái con, gì? Dạ. Người nói cái gì? Dạ. Dạ tại ố là con tưởng đâu cô. Mình học tao biết bao nhiêu lâu rồi, cô cái gì? Anh dạ, dạ, biết rõ giới tính rồi. Dạ chưa bạc chí. Vậy chứ dạ. Đó, ngu nè. Thầy học cái trường này bắt đầu thấy nhức đầu rồi đó. Không thấy thầy để vậy đẹp nè. Không thấy thầy. Kỳ ha, trời. Không mấy hãy bay leo lên đầu tao ngồi đi. Đừng, con đang chăm sóc cho thầy. Con đang chăm sóc lại. Dạ thầy tụ họp hai anh em tụi con tới có chuyện gì ạ? Hai người học rất là kém. Đúng rồi. Đúng không? Nên á, hôm nay á, tao yêu cầu hai người phải dắt ba má xuống đây nói chuyện cho. Trời ơi, thầy nói kỳ vậy, con học rất là giỏi. Ngồi ba má xuống đây, không có nói nhiều nữa. Khổ thầy quá. Nói thầy nghe nè, không mấy thầy. Thôi để con giúp thầy, tháo luôn ha. Tháo luôn. Để tao mùa đêm mà. Bây giờ. Ba. Sao, cha mẹ lại tới đây. Ủa sao thầy kỳ vậy? Sao vậy? Ủa thầy sao vậy? Thầy sao vậy? Giật mẹ. Thầy bị đau chỗ nào? Ta gặp lại tình xưa. Tình xưa là sao? Không còn nhớ ta sao? Không còn nhớ ta sao? Ta đây. Nhớ chứ. Ta đi. Nhớ chứ. Nhìn như con cá chốt là hiểu rồi. Chạy tôi ôm ta đi, còn đợi gì nữa? Come on baby. Come on. Chuyện gì vậy ba? Gì vậy? Cái gì đâu vậy cha? Lộn.
Gì vậy? Gì dữ gì nữa vậy? Trời ơi, sao lâu quá không gặp. Nè, giờ, cái bộ râu gì không? Giống quỷ vậy trời. Bộ râu gì kỳ cục vậy? Ta hận nàng và cha của nàng. Sao vậy? Chơi ăn gian, thông đồng với Sơn Tinh để gả cho Sơn Tinh. Ta buồn quá, bây giờ ta cạo râu ta cũng phải cạo theo hình trái tim bị nứt nữa nè. Ta còn xăm FA nữa nè. Trời ơi, ở giá suốt đời luôn. À, thì ra tới giờ ngươi vẫn chưa có gia đình à? Đúng. Nghe ngươi là á á cả cuộc đời ngươi không bao giờ có gia đình đâu hả? Chà, Thủy Tinh, lâu quá không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Ta vẫn khỏe, mặt ta trẻ hơn ngươi là ngươi biết rồi. Ta còn lo cho con cái, ngươi chỉ lo nuôi trai đó mà. Tại sao ngươi biết ta có trai mà nuôi? Ở dưới biển không có ngọc trai sao? Có. Thầy à, sẵn ngày hôm nay cha mẹ con xuống thăm tụi con, thầy có chuyện gì cứ hợp với cha mẹ con đi. Dạ, đây là đúng. Cha mẹ con á. Chuyện cũ bỏ qua, vì thế hệ tương lai, ta gửi con ta học ở chỗ ông. Có chuyện gì ông cứ nói. Ngày hôm nay có nhiều họp phụ huynh, mời thầy. Đầu tiên là con gái của ông xuống dưới đây học mà không lo học, chỉ ngồi mơ mộng còn viết thư tình nữa. Ở đâu ra? Trời ơi con. Không có cha. Con gái mới bao nhiêu tuổi đầu mà đi yêu, sao giống má nó quá vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Thầy chắc tôi ngày xưa tôi đâu có yêu ai đâu. Toàn là Sơn Tinh trọng Sơn Tinh Thủy Tinh yêu tôi chứ tôi đâu có yêu ai đâu trời. Bà bỏ tôi bà không à? Bà bỏ tôi vô khống thích vậy đó được không? Còn con trai của ông hả? Xuống đi học mà không lo có hát, không có lo hát hò gì hết trơn á. Hả? Tên Sơn Thùng mà không hát tôi kêu sao mà không làm theo vậy? Hỗn sược. Sai, kiểm điểm, đuổi. Ủa gì kỳ vậy thầy, gì ngang ngược vậy? Xuống đi học trường tao mà. Tôi cho nó xuống đây học văn hóa, đâu phải cho xuống học nhạc mà thầy bắt nó hát. Xuống đây là học sinh thái, hiểu không? Dạ, học sinh thái mắc mớ gì tới chuyện hát hả thầy? Hát để làm cho tôi vui tôi mới dạy được. Trời ơi, cái gì vậy? Thầy à, bữa nay thiệt sự tôi rất là buồn. Thầy có thể hát cho tôi vui được không? Xin lỗi, ông không phải thầy tôi. Tôi không, tôi không phải thầy của ông, nhưng tôi là người đóng tiền để nuôi ông đó. Đúng rồi. Nếu tôi rút hai đứa con tôi về, hỏi thử thầy có mất dạy hay không? Đúng rồi thầy ơi, lớp này có mình con với anh con học, và đuổi hai đứa con thầy dạy ai? Sao thầy gật lắc tùa lưa vậy? Gật thầy lắc. Đang bế tắc, thầy đang bế tắc, thầy bế tắc. Ủa cái gì nữa vậy? Minh Tôn người tới chỗ à? Tướng ca à, Tài ca không nhớ tôi sao? Tài ca, ngày xưa tôi đã đi làm cho Tài ca, bây giờ tôi làm cho Tài ca. Ôi Tài ca, cái gì sai không đại ca vậy? Cái gì? Ông chỉ giỡn hoài. Đây là thuộc hạ của ngài, ngài chưa không nhận ra sao? Ta không nhận ra. Cách ăn mặc này hình như không phải ở nơi ta mà ở trên một sa mạc. Ủa vậy là con gì, con thằng lằn hả? Không, con đã nhận ra rồi, đây là một cái loại người chỉ có mông với cổ thôi. À, chàng ơi, còn cái người mặc áo màu xanh kia là ai mà nhìn dị dạng vậy chàng? Dạ. Nhìn giống như người dơi hay là một cái động vật gì đó rất là quý hiếm. Ở dưới biển có con nọ con kia, nàng không thấy con cá mặt quỷ sao? Cảm ơn ngài quá khen. Nếu là ta là cá mặt quỷ thì ta là con cá mặt quỷ đẹp nhất ở dưới đây rồi. Không, giống cá mặt sệ. Cái gì bất kể. Thôi, vào việc đi. Dạ thưa ngài, có phải ngài là Sơn Tinh không?
Phải. Tôi xin giới thiệu, tôi là thầy dạy học cho hai người con của thầy. À, thì ra ông không phải là thầy giáo của hai đứa con tôi à? Ủa phải không? Hồi sát bằng tay vừa hỏi hoài. Ta là vua của nhà đại ca của nhà ngươi đó. Vua đại ca là gì? Ta là đại ca của nhà ngươi đó. Tại sao đòi tát ta? Cái gì? Ta phải tát ngươi được. Trời. Đúng rồi. Cái tát rất là đàn ông ha. Yeah. Bởi vậy tát như vậy, bởi vậy nuôi trai là phải rồi. Hèn gì tiểu muội của ta suốt ngày cứ mơ mộng hảo quyền mà thôi. Ngài thông cảm. Bởi vì Thủy Tinh sau khi đã mất người yêu rồi xuống đây ở một mình, cho nên ngày đêm cứ tơ tưởng chuyện tình xưa, cho nên tánh tình không còn được như xưa. Thế là biết rồi. Vậy mà ta cứ tưởng là Thủy Tinh đổi hệ rồi chứ. Dạ. Mẹ. Sao cha cứ nhức đầu không quay vậy? Cha gửi lầm thầy. Đọc lá thư đi. Dạ thưa. Đọc lá thư đi. Dạ thơ đây, từ từ. Dạ thưa. Thơ thứ nhất. Cái chữ gì cũng phải từ từ. Ở dưới nước nói chuyện nhiều quá, lẹ quá nó sẽ bị ngộp nước chết. Dạ. À, xin báo cáo với ngài là cái tình hình học hành của hai em đây. Sơn Thùng thì do ngài này dạy, tôi không có biết. Nhưng riêng em Mộng Mị này, em học hành thì không hơi sao lãng. Bây giờ tôi nói đâu có thầy đâu, đâu phải đâm an. Dạ. Và có một bữa nọ tôi lại bắt gặp bức thư này. Xin ngài đọc thì sẽ rõ. Ai là thầy hiệu phó? Dạ thưa đây. Gửi thầy hiệu phó. Thầy ơi, em thương thầm thầy từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy thầy giảng bài, cái cục dê chó ấy cứ làm em xao xuyến. Em viết thư này để tỏ tình với thầy. Cái cục dê chó rồi tới cái gì vậy ông? Em viết thư này để tỏ tình với thầy. Mộng Mị, con hết người sao mà con tỏ tình với người đàn ông của con dê chó vậy con? Chữ này có phải chữ của con không? Dạ, theo con xác nhận thì chữ này là của thầy hiệu trưởng. Hả? Ồ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông hiệu trưởng. Của nó, không phải của tôi. Thôi nhận đi. Nhận không đi. Của tôi. Nhận đi rồi ta dắt đi qua Thái Lan. Qua bển làm gì bắn ra ba té nước hả? Trời ơi, bê chữ này quá. Không phải chữ của con ta. Cái gì là? Ở dưới thủy cung này, ông muốn kiểm tra ai thì ông kiểm tra. Chữ này không phải của con ta. Nếu mà không phải là của con gái ông thì chắc chắn là của con trai ông. Hả? Cái gì? Cái gì vậy? Cái này là của thầy hiệu trưởng. Tại vì con học thầy lâu lắm rồi, con biết cái nét chữ của thầy. Của con trai ông. Con trai ông mặc đồ kìa. Muốn cái mặc đồ kia vậy là muốn rù quến ông thiệu hiệu phó nè. Đúng không? Làm gì ở gồng hả? Chắc quăng cục đá nữa quá. Biết tao có thể dời non. Dời non lấp bể không? Hả? Bây giờ sao? Chà, chàng không biết giới tính còn rõ ràng từ đó tới giờ rồi đó. Tội nghiệp cho muội. Ôi, cả một cái cung dụng lớn như vậy mà không tìm ra hung thủ. Ui, thật là buồn thảm quá đi. Vậy hay là của, cái này là của ai? Ui, ta làm sao biết được. Dạ, ngài là chủ nhân ở đây. Ngài là chúa tể ở đây thì ngài phải xét à. À, là ta nói gì cũng được đúng không? Ui, dạ. Thật là buồn thảm. Ui. Ta đi đây phải không? Không, ta vẫn đi vòng vòng thôi. Cái trò mà ta hay đi đây ta rành lắm. Là bây giờ là của ai? Không chừng thôi, thầy. Đây, theo như ta phán xét thì đây chính là bức thư của con gái của ông ghi cho thầy phiền hiệu phó. Không sai vào đâu được. Phiền thầy hiệu phó cho tôi mượn kỳ viết được không? Kỳ viết à? Tôi muốn kiểm tra coi thử. Được. Nét chữ có phải con tôi không? Mẹ ông Mỹ, Mộng Mị. Con rảnh quá, con ở không quá. Ở đây, người ta là thầy, ắt hẳn người ta có viết, con có cần đi lấy hay không? Dạ. Phiền thầy cho tôi mượn cây viết được không?
Để tao quá phép để ngài giết. Cuộc sống thật là nhiễu nhương, hãy mau kết thúc đi, không còn thời gian đâu. Ngươi tránh ra, giết tao. Đây, pháp thuật đã tới rồi. Pháp thuật quay đi lùi. Giết đi, mong mì. Dạ. Con hãy viết vài chữ cho cha coi. Kê vô cái tấm thớt của anh con nó viết đi. Dạ. Vài chữ thôi, viết cái gì cái nét là được rồi. Dạ. Vài chữ thôi con. Đây, phiền các ông hãy coi nét chữ có giống hay không. Ừ, quả thực, quả thực là có nét hơi khác đó. Như vậy là bức thơ này của ai viết đây? Mời thầy hiệu trưởng. Ông viết vài chữ tôi xem. Nếu ông quệt quạt cho ra chữ là cái này tôi khẳng định của ông. Nếu ông nắn nót cho chữ đẹp, tôi khẳng định cái này là của ông. Cho nên ông đừng viết, ông nói là của ông cho rồi. Ông ừ đi, đúng không? Đúng rồi. Thầy hiệu bỏ. Trời ơi, thầy hiệu trưởng, tại sao thầy là dám làm cái chuyện mà vu oan cho học trò của ta vậy? Hả? Thầy hiệu trưởng, thầy có ghét phụ huynh á thì thầy cứ chửi thẳng phụ huynh, tại sao vu oan cho học sinh như vậy? Tôi biết thầy thù hận tôi, tôi biết thầy thù hận phụ huynh, nhưng mà từ từ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ thầy hiệu trưởng phải giải quyết chuyện này cho lẹ, thời gian đã hết rồi. Thôi được rồi, không dạy cái môn gì. Ngày hôm nay ta xuống đây vô tình lại gặp lại người quen, nhưng ta đã tin tưởng gửi con cho các ông. Ta mong rằng các ông hãy dạy dỗ con cái của ta cho nên người. Thù hận xưa của chúng ta từ nay quá giải. Ta còn nhiều chuyện để làm. Tạm biệt các ông. Cảm ơn các ông đã quan tâm tới con gái của ta. Trời ơi. Trời ơi. Rất là hay. Rất là hay. Khổ quá. Mệt quá. Căng tiếng luôn rồi. Công nhận cái chuyện mà tình yêu mà nó kéo dài như vậy mà giật chót nó giải quyết được thật là mừng biết bao nhiêu. À, nói chung là nó cũng phức tạp và cũng nguy hiểm. Nói chung là bây giờ mình phải xóa bỏ những cái hận thù. Đúng rồi. Thấy không? Để cho phát triển một cách tự nhiên. Bây giờ chúng ta đến với phần Tiếu Lâm Hội. Bây giờ sẽ là Tiếu Lâm Hội. Chà, Bụt ơi, ông Bụt ơi, có thể cho con biết cái phần này có vui hay là không vui? Tùy theo con thấy vui thì nó vui, con thấy không vui thì nó sẽ không vui. Tùy theo những người có mặt trên đó và tùy theo ba vị khách mời làm những gì. Cái ta nhìn thấy đồ ta là ta thấy vui rồi đó. Vậy thì ta đi tìm Tiếu Lâm Hội để xem vui hay là không vui. Ta đi đây. Xin chào tất cả các thần dân. Ngày hôm nay vương quốc của ta có một buổi event rất là long trọng, tổ chức cho anh trai của ta tròn 20 tuổi, đủ tuổi lấy vợ cũng như đủ tuổi ngồi tù. Cho nên vua cha đã tổ chức một buổi sinh nhật cũng như là kén vợ. Tất cả các cô gái trong thành đều có thể tham gia kén chọn. Xin chân thành cảm ơn. Ta cũng tuyên bố cho các người biết, vì hoàng cung vừa mất trộm cho nên mão mũ của ta và tất cả những người trong cung đình không còn một cái nào. Con thấy ngày hôm nay thế nào, tên trộm nó cũng trà trộn vô đây cướp quà của anh hai nữa, cho nên là con muốn xét giấy mời. Được. Ai không có giấy mời sẽ đem ra chém đầu. Con cứ xét đi. Ok. Lâu. Đấy. Mặc áo nhúng bèo đồ ha. Cái mời đâu?
Vé mời gì? Vô đây là phải có vé mời. Đâu ai đưa đâu. Thôi không sao đâu con, người ta đã vào để dự thì mình cứ để cho người ta dự. Bởi nay giờ bữa tiệc là nói chung là không phải gọi là tiệc mà đến đây để chung vui, chứ mình cũng đâu có đãi gì đâu mà sợ. Nhưng mà lỡ Lê. Nhưng mà không được, lỡ vô đây cướp đồ nhà mình sao? Ôi cướp thì tao kia bắt đại quánh. Còn cái chuyện này vô đứng coi chơi ăn uống gì đâu. Vậy mà vậy là cha quyết định là không cần xét giấy mời đúng không? Không cần xét giấy mời. Ok. Còn con muốn xét cái gì con cứ xét nó đi. Thôi bây giờ con muốn xét cái gì cũng được đúng không? Đi đây. Nhà ngươi có gì quý giá hơn cọng dây nịch? Tháo cọng dây nịch ra. Ủa là tháo luôn hả đức vua? Công chúa con của ta có quyền làm tất cả những gì cô ấy muốn. Chết rồi mà lỡ bạo quá rồi cũng phải chiều luôn hả đức vua? Cố gắng đi. Nhanh. Lấy dây nịch. Lấy dây nịch. Có lấy cái gì không? Đợi chút tính. Định lấy cái quần nhưng mà thôi đó. Lấy ông cho luôn nè. Khỏi. Đem cái dây đến đây cho cha. Dạ. Để cha xử từng người một. À. Người bước ra đây. Người tên gì? Dạ con tên Lũng. Vương quốc của ta nổi tiếng là giàu có. Lũng cũng lũng vừa vừa thôi chứ đi ăn tiệc nhà vua mà lũng quá như vậy hả? Dạ. Đúng rồi. Dạ tại vì phong cách giờ muốn khoe dài, muốn khoe với công chúa. Dạ không, khoe với đức vua. Khoe đức vua, tới ông nội đức vua hả? Dạ không, đẹp, con thấy đẹp. Tại vì phong cách bây giờ mấy đứa trẻ nó vậy đó. Tại mới hai mấy à, nên là mặc theo phong cách mấy đứa trẻ giờ. Chứ đức vua mặc gì ai coi. Nên là ta xin cái phong áo cách đi. Mấy đứa trẻ bây giờ là mặc áo vúng bèo rồi mặc quần lủng lỗ vậy đó. Thì cởi áo khoác ra nhanh. Dạ đúng lên rồi. Cởi áo khoác ra nhanh. Cởi luôn hả? Tao muốn cái gì là phải có cái đó. Còn tao muốn tại gì? lạ quá đó giờ. Ủa lấy tiền luôn hả? Rồi đưa đây cho ta. Tại ngươi là nam đó chứ nữ là bắt đầu tới ta nè. Đứng lại. Các nàng từ đâu đến? Dạ. Ngài muốn biết chúng tôi là ai à? À, thì ra là từ bệnh viện đến à? Dạ, con không nghĩ vậy. Cảm ơn các nàng đã bỏ bệnh viện để đến đây. Dạ. Khi các nàng giới thiệu ho là biết là đang bị cảm mà vẫn tới đây. Cảm ơn. Không phải là bị ho. Xin rồi thấy đức vua không nhận ra tụi em là ai hết hả? Dạ. Làm lại coi. Quen vua, không vua. Đức vua? Vua. Không ấy phải lưu đưa xương bá chúc anh đại không vậy? Thằng này sao nó mới ở trong bệnh viện nè. Con nghĩ cái là mặt nó cũng ngơ, tao cũng nghĩ nó ở bệnh viện ra đó. Nghe nhạc gì mà không biết chúng tôi là ai à? Đâu làm lại cái nữa chơi. Rảnh quá nhây. Vậy thôi. Mình giới thiệu đi chị. Mình là ai vậy chị? Dạ. Xin tụi chào em là vua. Tụi đỏ em song sinh. Dạ. Lọ lem song sinh. Cái bài hồi nãy của lọ lem à? Con cũng nghĩ vậy. Kỳ quá. Cái bài hồi nãy hình như nó sai á. Dạ không em mượn nhạc để cho nó có cao trào á đức vua. Dạ. À xong lấy cao trào xong lấy em của ngày hôm qua vợ người ta. Dạ tại mình đang ở. Tại mình đang mặc đồ cổ điển cho nên mình phải xài cổ điển. Mặc đồ cổ điển nó cũng phải đúng nhạc chứ, đâu có ăn cắp nhạc của người khác như vậy được. Vua cha con nghĩ là vua cha nên lấy một món gì đó trên người hai bọn họ đi. Hả? Lấy ít thôi, lấy cái váy thôi. Không, con nghĩ nên lấy phần trên.
Lấy phần dưới ư? Lấy phần trên. Lấy phần trên. Ê, cung điện mình diện tích có hạn, lấy phần trên đó kho đâu mà để. Ồ, đúng rồi đó, lấy phần trên kỳ lắm. Con hiểu rồi. Không mấy lấy cái đầu được không? Lấy đầu nhà ngươi đó. Con bánh bèo. Có duyên dễ sợ. Cha. Cha. Hả? Ở đâu vậy? Cha. Sao anh trai kỳ vậy? Hôm nay là sinh nhật của con, là ngày kén vợ cho con. Tại sao con ăn mặc giày thì chiếc có chiếc không, trên tay còn cầm chiếc giày của ai vậy? Dạ thưa cha, thì cha cũng đã biết rồi đó. Gia đình mình vừa bị trộm, mất hết một chiếc giày. Thế là con lang thang ra bãi dê chai và lượm điếc này để thế. Nhưng con thấy cái chiếc giày này thân thuộc và nó hợp với chiếc này quá, nên trời, con xin vua cha. Nên con xin vua cha, người nào mang vừa chiếc giày này sẽ là người sẽ sống chung với suốt đời. Bởi vì năm nay là ngày sinh nhật của con. Sẵn đây ta sẽ kén vợ cho hoàng tử. Nếu trong hai người, kể cả ba người luôn. Hả? Bánh bèo được. Được hả? Người nào mang vừa chiếc giày này, ta sẽ cưới ngài cho hoàng tử. Ê, hỏi Yến cái được không? Nó nghe nè. Con hoàng thượng bệnh. Bây giờ ba đứa mình cứ thử đi. Không được thử rồi, lỡ cho cháu vừa. Ba đứa vừa rồi. Vậy nó làm cái gì? Mình chia tài sản, hiểu không? Nó giàu lắm, nó giàu nhất cái xứ sở này đó. Cái mặt nó cũng kỳ kỳ á. Thôi xong chưa? Sao? Dạ xong rồi, cho phạt đền cái được không? Đợi xíu. Giờ sao giờ? Bây giờ cứ thử đi. Ba đứa nào vừa rồi mình gom tài sản của mình chia ba. Trời ơi tham quá à. Dù nhưng mà cái đụng nụ mà. Cái tối động phòng mới là cái quan trọng. Bây giờ ai là hưởng? Chị hưởng cho. Chị nha. Chị trước nha. Ok chơi. Chị nha. Dạ, xin mời. Dạ thôi đức vua. Ráng lên chị. Xin mời thí sinh nặng ký nhất. Hoàng tử à. Dạ. Khi con để đây là con không tôn trọng người khác. Dạ. Cầm chiếc giày lên. Để trên đây nè. Hả? Trời ơi. Sao bà mang? Wow. Mang đi. Dạ thưa đức vua, thần thiếp. Hoàng thượng đang chứng mưu trí của nàng đó. Thần thiếp có giới hạn. Thần thiếp mà để trên này thì, ôi trời ơi chắc chết. Hoàng thượng đang thử trí thông minh của nàng đó, hãy xử trí đi. Miễn sao nàng xỏ được vào chiếc giày thì được. Ta sẽ chỉ cho. Hả? Leo lên đây. Ngồi xỏ tôi đây. Thôi chàng ơi, chàng đừng có hại thiếp mà. Trời ơi. Kìa có người hy sinh cho chị kìa. Thôi được rồi, để chị. Trời ơi, ráng nha. Bà ráng luôn đó hả? À. Coi chừng bị trật khớp đùi nha. Trời ơi chắc chết. Wow. Ta chưa thấy ai mà khùng như con này. Nãy như vậy máu nó tụ xuống chân thì làm sao mang vừa chiếc giày đó được. Ta thấy có vẻ hơi bị khó khăn đó nha. Không có được rồi. Đáng lên đi chị ơi. Đâu phải để dưới đây thôi. Qua dừa quá ha, nguyên cái gót lòi luôn nè. Trời dừa dễ sợ, trời chân bị nước gót khô quá. Chà, không ổn rồi, nếu để vậy tét dài mất. Lấy ra ngoài. Rồi, nghỉ phẻ. Này vô nghỉ đi hết em, rồi. Để em. Rồi, tới thím máu xanh nè. Chị, cẩn thận quá, bé nhỏ mà. Giờ sao, để em đó hả? Cho mượn cái đùi đi. Trời ơi. Cô chừng giùm cái coi. Cô chừng halo em ơi. Sắp vừa rồi. Sắp vừa rồi. Vừa đi. Sắp vừa rồi. Xong vô. Vừa đi. Xong vô. Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa rồi. Không. Khoan. Từ từ. Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa. Từ từ. Nè đấy. Vừa rồi. Vừa làm ai vừa rồi. Nhà ngươi có im không? Trời ơi, im nè, để ta. Ta là người phát sinh với cái cung này. Nếu mà vừa á, không có dễ ra vô vậy đâu.
nè, thấy không? Vừa là ta phải vừa khích nè, làm gì vậy rồi gì được. Không có đâu. Đây leo xuống đi. Ủa sao bộ năm móng chân mà một móng vàng bốn móng hồng vậy? Thì tay bây giờ nó vậy đó chị. Ơi, ngồi leo xuống đi. Leo xuống về bắt con mèo về chơi đi nha. Em không có thích con mèo. Leo xuống về bắt con mèo chơi đi. Chị Bánh Bèo, mời chị. Chị Bánh Bèo. Còn ai trong hoàng cung này nữa? Chị Bánh Bèo. Mời bà Kevin. 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 Kevin còn có nickname là Kéo Quân. Kevin. Trời ơi. Nhiều khi sai dừa đó. Rồi. Chà có thể để y xì nãy được không? Quỳ xuống. Bài đá hả? Bài đá. Bài vô. Sọt một cái là vô luôn. Là đi thẳng vô phòng luôn. Đó. Ê ê. Không. Vô rồi đi luôn. Người ta muốn sọt một cái là vô luôn mà. Sọt sao cha? Đi lên trên. À. Để nó bay lên mà. Oh. Không mà hoài thử mình cầm được. Bay lên đi. Bay lên đi. Sọt. Bay lên đi. Bay lên đi. Có gì rách ta khâu giùm cho. Ồ, oh, thông minh ha. Sọt kia dài chân phải, sọt chân trái. Wow, wow. Được không? Được không? Chứ hoàng cung này cũng đang thiếu thái giám nhiều lắm. Nhắm nhắm được. Làm. Không bay được à? Không bay được thì lấy xuống. Đừng hành hoàng tử như vậy. Chà, hoàng cung này có bao nhiêu người? Ba người vẫn chưa ai mà à? Chưa người này vẫn chưa còn thử. Vẫn còn. Nếu mang dừa. Cầm để đẩy vô cái. Không thích ta thì ta gả công chúa cho cũng được. Ta không có giải cứu, đừng có vỗ tay lộn người rồi. Ta chỉ là một công chúa ở xứ sở chùa vàng. Ta ghé lại đây, ta tham quan cái lễ hội. Ôi, ôi, ở đây người đông quá. Ôi, nhưng mà không ai đẹp bằng ta hết. Wow. Chị nói nghe nè. Ơi, ăn đu đủ nhiều quá hay sao mà vàng dữ vậy? Không có, ăn ấy nó mới vàng vậy đó. Không ấy, giờ chị thử dài luôn á chị. Ủa, tự nhiên cái đi ngang qua đây cái kêu thử dài hả? Ngày hôm nay. Dạ, trước khi thử dài, dạ cho con xin chào mọi người. Dạ, con chào ông. Ê, vua cha. Ồ, chào vua cha. Dạ, chào mẫu hậu. À, ủa phải hả? Sao thấy mặt đồ giống nhau quá? À, đây ai vậy? Nô tỳ Sora. Lọ lem song sinh. À, lọ lem song sinh hả? À, còn đây ai? Bánh bèo. Bánh bèo vô dụng hả? Oh yeah. Còn đây ai, chú hề hay xiết khỉ vậy? Thái tử. Đây là hoàng tử con ta đó. Ông hoàng tử à? À, nói lộn ngôn. Ta xin lỗi hoàng tử rất là nhiều. Ta rất là xin lỗi hoàng tử. Còn nàng là ai? Dạ. Nàng ai bị lang thang mặc bộ đồ vàng? Dạ. À, xin giới thiệu với hoàng tử. À, ta là công chúa xứ sở chùa vàng. Xứ sở chùa vàng. Chùa vàng. Ở đó kinh doanh gì? Vàng. Kinh doanh vàng. Nên ta mặc đồ vàng. Và ta bán vàng. Nhìn tưởng đâu nàng mới xuất hiện từ khu bò cạp vàng chứ. Hàng gì. Chà, cô công chúa nước láng giềng qua thăm nước ta, cô nên cho cô ấy thử đồ dài này không? Nếu còn muốn, con cứ cho thử. Con nhắm con lấy được không? Vua cha, con nhìn thấy có tướng phu thê đó nè. Vậy thì cho ta thử liền đi, tại vì ta cũng đang ở tuổi ế chồng. Ở bên em mới rụng nụ, bên em rụng tới cái gì luôn rồi đó. Lẹ lên đi anh. Một lời nói ra bố con ngựa dưới theo không kịp. Chà, bây giờ sao cha? Giờ mình cho thử đi. Cho bây giờ thử đi. Khoan, để cúng dài cái đã. Sao phải cúng vậy? Cảm ơn đừng có dừa giùm con cái nha má. Thank you.
con mới thử được chứ. Nè, bây giờ cởi cái đôi này ra là xuống. Bình thường ta cao 1m72 đó, mà giờ đi đôi này chắc còn thức mốt quá. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? 1m72 trời đất ngu. Đất lung. Bình thường 1m72 tháo đôi giày ra còn có thức mốt à. Trong đây nuôi cá được nè. Tưởng đâu cung đình có gà chứ. Đang làm ta hết hồn. Dạ ta có tưởng gì đâu mà hết hồn. Đang bị động đất. Nó lúng chỗ nàng đứng chứ. Trời ơi, trời ơi. Bắp chuối. Không vừa. Nào quá đúng không? Vừa y, đi. Vừa y chang luôn chàng ơi. Vậy là chàng phải lấy em rồi. Chàng phải lấy em rồi chàng ơi. Vừa đi. Phu nhân của ta đâu? Phu nhân của ta đâu? Trời ơi. Phu nhân của ta đó. Ủa, thì đó là nàng đã có gia đình rồi à? Gia đình lâu rồi, hai đứa lấy nhau 8 năm rồi. Lấy hồi nào? Oh no, lấy cái giày ra đi. Lấy nào giày lại. Tại sao vậy? Nàng đã có chồng rồi mà cô đi thử giày của thằng khác là sao? Trời ơi. Ở đây là hoàng cung, ngươi không được vô lễ. Nhà ngươi biết nào. Phán cho hoàng đó anh. Tại sao lại như vậy? Tại sao có chồng rồi mà còn đi lén bén đi thử giày muốn kim muốn chồng khác? Ui ta hạnh phúc quá, cảm ơn nàng ly dị. Gì trời? Chàng ơi, thưa vua cha, một sự vu khống, ta chưa có chồng. Đã lâu nay mới gặp Thái ớt chừng nhừng. Không phải. Cái gì? Cái này là Annabelle phiên bản tóc bạc. Đây là đâu? Đây là hoàng cung. À, ta biết rồi, nhìn quen lắm. Phải Elsa trong phim ấy không? Giống mặt Elsa. Bà đi qua đây. Đúng nè. Nói cho biết, hồi trước là tôi bị mù, tôi mới lấy bà. Nghe chưa, tôi đi bây giờ đừng nói tiếng nào hết, tôi lại bà. Để cho một chuyện kết thúc nhanh nha. Dạo này luyện võ vẫn đều chứ hả Lý Bách không? Đừng nói bậy. Ta là tiên. Tiên sao đeo những hộp sàng bự vậy? Tiên. Hả? Tiên sao đeo những hộp sàng bự vậy? Ta muốn biến bao nhiêu thì có. Thấy chưa? Đừng có thắc mắc. Đây là thiệp mời gia tiệc hoàng cung à. Đây là hoàng cung phải không? Dạ đúng rồi, hoàng cung đó. Ủa sao lại vậy? Chết rồi. Thì ra là do không khí ô nhiễm cho nên ta không định vị được. Ta nhận được thiệp dự hoàng cung mà ta tưởng tấm cám thì ra của lọ lem à. Chết ta rồi. Cái gì vậy trời? Không, đó. Thôi, ta biết ta có lỗi rồi. Ta đi đây. Gì vậy? Nghi rồi. Ông này lại. Ủa gì vậy? Nghi. Vẫn chưa hiểu. Ông này là ông bụt ở trong chuyện tấm cám. Thôi, nói chung là cái chuyện thử hài là của người ta. Bà đi về nhà với tôi. Không được, ta đã lấy chồng hoàng tử rồi. Ta không thể nào mà lấy một cái người nghèo hèn như ngươi đâu. Đi đi. Ôi, ta mừng quá. Trời ơi. Nếu chúng ta là của nhau, nếu chúng ta là của nhau, hoàng chúng ta tử. Sẽ lụm nụ suốt đời với nhau. Thì nàng đã mang đôi giày đó của ta vừa, thì ta cũng phải mang đôi giày của nàng vừa. Thử bây giờ trước tiên, ta muốn hỏi chàng là năm nay chàng bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 20, chạm vào miễn phí. À, chàng mới 20 à. Vậy là thiếp hơn chàng 20 tuổi. Thiếp năm nay 40. Hợp lắm, xứng đôi vừa lứa. Đúng không, vua cha? Cha, ngày hôm nay sinh nhật của con. Cha phải chiều con chứ. Mẹ mất cũng đã lâu rồi. Ai mang vừa đôi hài này sẽ là hoàng hậu, vợ của cha ta. Thì chắc bà mập này bà vô nè. Bà đó đó. Dạ bà đó kêu lấy người ta. Ra đây. Trời ơi, khác kìa chị. Tới luôn đi chị. Thôi chị nhường cho em đó, ổng thấy ghê quá. Thử được mà. Ổng thấy ghê quá. Chị, em nhắm là cái size chị vô vừa đó, chị thử đi.
Nãy giờ em nghi là có cái duyên tiền định đó, hai người lấy hai nhau người rồi. Đỏ luôn kìa. Mặc bộ đồ y chang mà. Có số phù thế. Sao cha? Sao tự nhiên cha có chiều ý con không cha? Tùy con. Sao em? Thì xin đời chị cũng cố đời em đi. Nhưng mà thôi đi. Thử đi. Dạ sao cha? Ta nói cho các người biết, yêu nhau là phải tìm hiểu nhau. Không phải chỉ có một chiếc dài là lấy được nhau về sống hạnh phúc bên nhau. Thôi các người đã tới đây rồi thì hãy chung vui với hoàng tử. Còn tất cả những gì thuộc về số mệnh thì cứ để cho số mệnh định liệu. Còn không phải lấy vợ năm nay thì năm sau. Nhưng người con thương phải là người con tự tìm hiểu chứ không phải từ chiếc dài. Con có hiểu không? Con hiểu với cha rồi. Ngày hôm nay nói đúng. Gì nói cha? Cái gì vậy? Chưa được đúng. Sao không cho kết tình? Ta biết ta đã sai, cho nên ta quay trở lại, ta sửa sai. Theo mấy ngàn năm tuổi của ta, ta có kinh nghiệm, ta nhìn ta biết ở giữa chốn năm người này đã có nhân duyên xếp đặt sẵn sàng, người có số lấy nhau. Đưa ta đây. Hả? Đây. Đi đâu vậy? Số người là phải lấy đức vua. Xong rồi, ta đi đây. Bụt, mà thấy không? Thôi cha, nói là hay hơn mà. Hôm nay là ngày vui của con. Với lại cái độ tuổi con đã chín mùi rồi. Thật ra con đọc mấy chuyện cổ tích rồi thấy thử dài đem về hoàng cung tích vậy thôi. Nhưng mà tình yêu là phải đến từ hai con tim đích thực. Nên con đã hiểu ý cha, ngày hôm nay con đã chững chạc rồi. Cha hãy tuyên bố cho buổi lễ bắt đầu đi cha. Bắt đầu buổi lễ. Chạy đi nè. Khoan, giờ ta đi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là những tiếng cười vui nhộn để mang lại cho chúng ta những giờ phút thoải mái. Và sau đây là những kỷ niệm vui để dành tặng cho ba người chơi ngày hôm nay. Xin mời. Ê, tặng Đại Ngọc Trâm, Ngọc Lạc và tặng cho Khánh này.